Hello, xin chào toàn thể mọi người đang xem video của mình nhá. Thì hiện tại thì mình và anh Thạch đấy, cũng như là bản quyền như là Thạch Còi đấy, thì là cùng mình và dẫn anh Hải Sapa cũng như là anh Dũng đấy là đi vào bên dưới thị trấn Chủ, là có một cái món đặc sản như là lợn quay rất là nổi tiếng ở dưới chợ nông sản này nhé mọi người nhá. Thì bây giờ là mình đang là đi trước anh Hải đấy, mình với anh Thạch là đang đi trước dẫn đường đấy, thì xuống anh em mình dẫn anh em là về dưới đấy cũng như là anh núi đồi Lục Ngạn 98, và dưới này là review một cái quán là đặc sản lợn quay nổi tiếng nhất ở khu vực Chủ, đó là cái cửa quán của nhà bà Tranh nhé mọi người nhé. Thì bây giờ là mình xin mời mọi người cùng anh em là đi theo anh em mình về dưới này nhá. Xin mời mọi người đi theo chân anh em mình nhá. Let's go. Vâng, xin chào toàn thể mọi người quay trở lại với video của mình nhá. Thì vừa nãy là anh em mình vội quá nên là không quay video được từ cái lúc ở đoạn ở nhà đi. Thì mình và cùng anh Hải và cũng như là anh Dũng và cũng như là Cẩm Tiên TV đã đang có mặt ở thị trấn Chủ cũng như anh núi đồi Lục Ngạn 98 đấy mọi người nhá. Đấy thì đây mọi người nhá, tại thì mình và cùng anh em là đang ở có mặt ở quán thịt lợn quay của chỗ nhà bà Tranh đấy. Hello, xin chào toàn thể mọi người đang xem video của mình. Thì hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở chợ nông sản thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Thì mình và cùng anh Hải và cùng cũng như là anh em hôm nay là đi về dưới chợ nông sản này là có cái món đặc sản như là lợn quay cùng anh Hải. Chú là có cái mì chú nhỉ? À đúng rồi, có cả mì chú anh. Đấy. Chú ngon đấy. Thì hôm nay mình dẫn anh chị là về dưới này là có cái đặc sản món này thì lợn quay. Đấy. Thì mình sẽ mời mọi người đi theo anh em mình nha. Sợi nè. Đấy. Chị này thấy bảo ngày bán 8 con ha. Đây. Nhìn ngon và đã luôn mọi người ạ. Anh nhà ông đi, ông chả bảo có đâu, ông đâu biết. Cái ông đi vào sao phải lo nhỉ? Ừ, mà bổ dân mua trên từng tí. À, có nước chấm thần thánh nữa này. Chấm thần thánh. Rất là ngon và thú vị, bắt mắt luôn mọi người ạ. Ở đây giữa chỗ đèn xanh đèn đỏ này. Bên trên chợ nông sản nhé mọi người nhé. Chị này chặt rất có nhịp nhá. Ra vào. Vào. Đã chưa? Hết cả hơi rồi, ngon nhịp rồi đấy, quá dễ luôn. Wow. Nhìn cái miếng da mà ngon quá nhỉ. Phải bỏ mắt bạn chủ ra, gấp cổ. Để cá nhỉ. Đây để cá chỉ cân thôi. Để cá mấy em em thôi. 240 rồi em. Em ha. 240. Mình hai ký bạn rồi. Mình cứ lấy xong một chút đi, ưu tiên cho khách trước. Em chân em còn thứ hai rồi mà mọi người còn tranh nhau rồi, có phần các bạn này. Có bán không? Có chân á? Chân quá nhỉ? Đẹp vua. Bây giờ có chân đi. Hả? Có đấy bà ơi, con bán mà. Bán đi về chân vua. Hai đứa. Ở đây vừa nãy mình cùng anh Hải cũng là khám phá cái thực phẩm đấy. Thì hiện tại bây giờ mình đang đứng bên cạnh người đẹp cũng là Cẩm Tiên đấy. Đấy. Thì hôm nay Cẩm Tiên được về đây thì hôm nay là so
so với mọi hôm thì Cẩm Tiên nay thì thấy về quê hương Lục Ngạn nay như nào? À, hôm nay em về thì thời tiết rất là ưu đãi và đãi ngộ nên là đến đây thì rất là mát mẻ, rồi là thời tiết rất là trong lành nữa. À, theo như bây giờ Cẩm Tiên có thể chia sẻ cho mình và tất cả mọi người cùng đang xem video ở đây thì là trên video của mình thì Cẩm Tiên là về đây là khoảng thời gian là bao nhiêu lâu? À, đi về chắc cũng được mấy tháng đó, nhưng mà cụ thể mấy tháng thì cũng chưa có biết được bởi vì tùy theo công việc ở đây sắp xếp thế nào nữa. À rồi. Rất nói chung là mình rất tự chia là cảm ơn Cẩm Tiên rất là nhiều. Cảm ơn Cẩm Tiên rất là nhiều nhé. Mọi người yêu quý Cẩm Tiên cũng như là mình trên kênh ẩm thực khám phá đời sống thì cho mình và Cẩm Tiên một cái lượt like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ để cho mọi người cũng như là đang xem video của mình thì mọi người ủng hộ cho mình để mình có và động lực ra nhiều video tiếp theo. Thì tí nữa mình sẽ review một cái số cảnh cũng như là có bà chị đây là quay lợn ấy, thì là tí nữa là cũng ra một con nữa, thế là mình sẽ quay một số cái con lợn siêu to khổng lồ nhé mọi người nhá. Mọi người chờ mình trong chút lát nhá. Ok. Chất lượng không? Quá chất lượng. Wow. Trong vòng khoảng 2 tiếng là 2 con đấy. Nhưng mà mình mới nói là ở đây là thích hơi nha. Thích hơi em đúng giờ. Wow. Quá đã luôn. Cái này chắc là theo em là khoảng tầm 6-70 kg. Chỉ bỏ đầu nguyên một con luôn nhé mọi người nhé. Quay hả? Ui, đây này. Đến nỗi mà mình vừa quay video mà mình còn nuốt nước miếng. Quay ngon quá thì chảy cả nước miếng. Đã nhờ những quả đầu này thịt ngon lắm. Nó tơi. Chín á. Thịt ngon lắm, nó nạc nữa. Chín kỹ. Tiếc quá. Bao nhiêu người đang chờ khoảnh khắc chị chặt con thứ hai này. Con này là 95 kg. Quá đã luôn. Con này là 95 kg nha các bạn. Em thấy trong Sài Gòn nó bao giờ quay con lợn to như này chưa? Nó chỉ khoảng là 3-40 kg này nhỉ. Rồi. Đấy mới nói con này. Chị ơi, mai chị về chị phải tập tạ đấy. Đưa bác lên quận. Đưa bác lên quận này. À. Thế mình mới ra cái thu được. Này, lần đầu tiên nói... mình được chứng kiến tận mắt cái cảnh này các bạn. Mình cứ nghĩ là phải qua Lạng Sơn cơ. Không ngờ là đi mùa vải Lục Ngạn lại được chứng kiến. Chưa gần đến Lạng Sơn. Dạ. Ngày thường vẫn bình thường thế mà. Ngày nào cũng vậy. Thế để hôm nào có dịp ngày bình thường ghé lại thăm chị nha. Ăn thêm mấy không? Nhìn cái da nó phê. Khách mua chạy nhau chờ. Khách rất là đông luôn. Đấy. Mấy cháu buồn cười xấu hổ. Anh trên xe đâu? Chắc là con thứ hai. Con thứ hai rồi, không nhanh là hết. Vâng, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình. Em 36 này. Chào tạm biệt mọi người.